Thời điểm này, bộ phận không khí lạnh tăng cường vẫn đang tiến sát biên giới phía Bắc nước ta. Từ đêm nay mùng 7 tháng 12, Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét. Nhưng phải đến ngày mai mùng 8 tháng 12, người dân miền Bắc mới cảm nhận rõ được không khí lạnh. Hà Nội rét nhất về đêm, dự báo xuống mức dưới 14 độ C. Không khí lạnh tăng cường khiến cho nền nhiệt miền Bắc giảm trung bình từ 3 đến 5 độ. Cao nhất tại Hà Nội hôm qua đạt 26 độ, hôm nay giảm nhẹ xuống 22 độ. Sang ngày mai chỉ còn 20 đến 21 độ. Đêm lạnh 14 đến 18 độ, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 đến 17 độ C. Tại thành phố Lạng Sơn, nhiệt độ xuống còn 17 đến 18 độ, vùng núi cao như Sapa có thể rét 7 đến 8 độ ban ngày, đêm từ 3 đến 4 độ C. Các tỉnh vùng núi cao cần di chuyển tránh rét cho đàn gia súc để hạn chế tối đa thiệt hại. Cơ quan khí tượng cũng như dự báo từ ngày mai, ở các tỉnh ven biển miền Trung, Trung Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Vì vậy, các tỉnh ven biển cần có biện pháp đề phòng trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Rủi ro thiên tai ở cấp độ 1. Tuy nhiên, đợt không khí lạnh bổ sung này khá yếu so với đợt không khí lạnh tăng cường đầu tháng 12 vừa qua, nên chỉ kéo dài từ 2 đến 3 ngày tới. Chủ nhật, nhiệt độ bắt đầu tăng nhẹ.